Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft siêu bi salmon ha. Hôm qua thì mình đã có được kha khá những Pokemon mới và mình cũng đã dành thời gian ra để luyện cho những em Pokemon của mình lên đều cấp hết rồi. Vậy là bây giờ mình đã sẵn sàng để chiến đấu với những Pokemon Legendary khác rồi. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình đang thiếu kha khá những cái quả bóng chứa Pokemon đó. Thành thử ra mục tiêu của mình ngày hôm nay là có được một cái khu vườn trồng những cái quả African. Đây, mình đã đi săn tìm và cuối cùng cũng đã có được hầu hết các màu của African rồi ha. Giờ thì chỉ cần trồng thôi. Mình cũng có một cái lô đất nhỏ nhỏ trong làng, mình sẽ tận dụng để trồng African ha. Mình sẽ trồng theo thứ tự là đỏ. Đỏ trước đi. Đỏ nè. Đây. Đỏ một hàng ha. Sau đó tới hàng màu xanh. Ui, cái này chưa gì đã lớn rồi nè. Tính ra mấy cây African này mau lớn thực sự luôn á. Xong rồi tới xanh lá cây ha. Đấy, vậy là được 3 màu rồi. Ở giữa chính là cái đường đi nè. Bên đây mình sẽ trồng tiếp màu trắng. Đó, mình sẽ trồng xen kẽ ha. Màu trắng, úi, được không ta? Trồng ngang hay là trồng dọc giờ trời? Thôi lỡ trồng gì rồi, trồng hết luôn á. Đây, giờ tới màu trắng nè. Màu trắng xong rồi tới màu hồng. Đây, một hàng màu hồng. Và cuối cùng là mình sẽ trồng màu vàng cũng như là màu đen ở hai hàng còn lại ha. Mình trồng như vậy á là để còn dư ra cái đường đi nữa. Đây, cái đường đi là khu vực này ha. Và phía bên ngoài này chính là cái hàng rào để rào lại. Đó, mấy cái hàng rào này thì được chế tạo từ bột xương với cái hàng rào gỗ thôi. Kiểu như mình sơn lên á, nhìn cho nó đẹp hơn. Đó, quá là đã luôn. Rồi, giờ trước mắt thì mình sẽ trồng ở quy mô nhỏ thôi ha. Mới mốt thì mình mở rộng được đất hơn á, thì mình sẽ trồng cái khu vườn African nó to hơn. Còn giờ tạm thời cứ trồng trước như vậy đi. Đấy, mình xây hàng rào xong rồi mình sẽ bắt đầu kiểu như là dùng bột xương cho mấy cái African mau lớn hơn á. Có thể dùng bột xương không? Ồ, được luôn nè. Wow, vậy thì hay quá. Vậy là cái khu vườn này sẽ sớm lắp đầy thôi. Mình sẽ gắn thêm cái đèn nữa. Đây. Ui. Khu vườn African giờ đúng đẹp luôn. Wow. Được thì sợ nha. Rồi, giờ thì mình sẽ tiếp tục công việc nhân giống African của mình thôi. Bây giờ khu vườn của mình đã có thể thu hoạch được kha khá rồi nè. Khi mà cây nó lớn rồi thì tốc độ phát triển của nó rất là mau ha. Chưa gì mình đã hái được cả đống những cái trái African luôn rồi đó. Đâu. Đây. Hãy thôi. quá đã luôn. Nè, mình dư được cả đống luôn á. Giờ thì mình sẽ để dành thêm đi. Sẵn tiện bữa nay khi đi khám phá thì mình mong là chúng ta sẽ tìm được vùng đầm lầy. Ở đó nó sẽ có những Pokemon mà khi mình đánh bại sẽ cho mình bóng chất nhờn á. Một thứ rất là quan trọng để mình chế tạo ra những cái máy đập ra bóng chứa Pokemon. Mình sẽ đỡ phải đập thủ công nữa. Và thoải mái chế tạo những quả bóng mình thích á. Nhưng mà hôm nay thì chưa có thứ đó. Nên mình sẽ tạm thời ghé qua cửa hàng của mấy chị bán đồ nè, mua thêm bóng chứa đi, để chúng ta còn có bóng mà bắt Pokemon trong ngày hôm nay nữa. Mình sẽ coi nào. Armor Ball hả? Được á, bây giờ mấy Pokemon mình cũng kiểu như là trâu hơn rồi. Chắc mua Armor Ball là vừa rồi đó. Mình sẽ mua tầm 10 trái ha. Mỗi thứ mình mua một ít thôi. Ở đây có Heavy Ball nè. Wow, cái này thì để dành bắt Raiden được này. Hợp lý, mua 15 trái ha. Rồi còn gì nữa không? Ở trên này thì có Ultra Ball với Ray Ball. Ultra Ball mình sẽ mua tầm 10 trái nữa. Ray Ball cũng 10 trái luôn. Rồi, vậy là bây giờ chúng ta đã có được nhiều sự lựa chọn bóng chứa hơn rồi. Bắt Pokemon cũng tự tin hơn ha. Get go, bữa nay lên đường tiếp thôi nào. Và mình còn một em Pokemon hôm qua mở ra từ cái trứng á. Đó chính là Cubone mà mình chưa có luyện nè. Hay là bữa nay mình sẽ thử luyện Cubone ta? Ủa, để coi em này tiến hóa lên sẽ trông như thế nào ha. Được, hợp lý đó. Đây, gần nhà có Ditlet luôn. Cho Cubone chiến đấu thử luôn ha. Rồi, Cubone của mình sắp chiến thắng trước Ditlet rồi. Một hit nữa thôi. Cố lên. Rồi, xong phim. Chiến thắng đầu tiên của mình và Cubone ha. Học thêm được một kỹ năng hệ đất luôn nè. Quá tốt.
Ui. Ui, tiến hóa luôn rồi. Cubone của mình tiến hóa rồi này. Wow. Và coi coi Cubone khi tiến hóa sẽ trông như thế nào đây. Tiến hóa hơi lâu nha. Wow, và trở thành Marowak. Đây, Marowak nữa. Em này nhỏ quá hả? Em này kiểu siêu bé luôn á. Lại đây, lại đây. Khi tiến hóa thì vẫn giữ thói quen là cầm khúc xương á. Ổn rài thì mình đã ghé qua những cái Pokestop và nhặt được khá là nhiều trứng rồi. Nhưng duy nhất chỉ có trứng 25km là chưa bao giờ mình nhặt được thôi. Liệu rằng hôm nay chúng ta có nhân phẩm và nhặt được một quả trứng 25km đầu tiên hay không? Hồi hộp quá à. Hy vọng là mình sẽ sớm nhặt được một trứng giống như vậy ha. Nếu mà có được trứng đó chắc sẽ mở ra Pokemon xịn lắm á. Ồ và... Úi, mình tới vùng đầm lầy rồi. Ồ, cầu được ước thấy. Vô đây là dễ gặp mấy em Pokemon mà kiểu... mình farm được slam lắm á. Trời trời trời, dưới nước có con nhện cả, Pokemon nhện kìa. Ồ, được cái ta. Súp luôn em ơi, mình sẽ kêu... Marowak của mình chiến đấu tiếp. Cày cấp cho em nốt luôn. Wow. Hơi xa đấy, để mình phóng bóng chứa thử coi. Ui, khiêu chiến được rồi, khiêu chiến được rồi. Chiến đấu dưới nước luôn. Thử nào, thử nào. Wow, ui, đây là nhện shiny luôn nha. Trời ơi, giờ mình mới để ý em này là nhện shiny luôn á. Phạm luôn. Để coi coi, ồ, nhện thì chỉ gây ra sợi chỉ thôi á. Không có rơi ra bóng chắc nhận. Đây có em Pokemon rùa tí hon luôn nè. Siêu đồ. Em này coi coi hệ gì ha. Ôi, nhỏ quá coi không được luôn á. Đây. Siêu đồ hệ nước luôn. Có nên thu phục một em giống như vậy không ta? Nhìn em này lạ quá à. Kiểu bị nhỏ ấy. Mình thì thích em Pokemon nhỏ nhắn xinh xắn gì nè. Ok, mình sẽ thử ha. Mình có cái quả bóng gì không? Mình có level ball nè. Ok, mình sẽ bắt em này bằng level ball. Đâu rồi? Level ball. Liệu rằng một phát ăn luôn hay không? Intel lên mình ghét cấp dữ lắm luôn á. Ờ, được rồi nè. Đó, công dụng của level ball đó. Quá dữ luôn. Vậy là mình đã có thêm một em Pokemon hệ nước rồi. Một xíu thì mình sẽ luyện em luôn á. Thôi luyện liền luôn nè. Mới cấp 9 à, nên phải luyện gấp mới được. Và cái bên này nó có tới hai chỗ Pokestop cho mình có thể ghé vô luôn. Coi coi. Không có trứng rồi. Bên đây thì sao? Cho tôi cái trứng đi. 25km. Ôi dồi, cho trứng có 2km. Kỳ ghê luôn á. Rồi sẵn tiện đang ở dùng đầm lầy thì mình quyết định rồi. Mình phải tìm ra một em nào đó khi mà đánh bại sẽ cho mình bóng chắc nhờn mới được. Quyết tâm mới được. Ờ, một con mía lấy mía luôn. Để mai mốt mình về mình làm bàn cường hóa. Rồi, coi nào, coi nào. Em Pokemon này thì sao? Có rơi ra bóng chắc nhờn hay không đây? Đánh thử mới biết được. Không có rơi ra bóng chắc nhờn. Ý! Mình hên vậy. Mình mở một cái Pokechat á. Nó sẽ cho mình một quả Netball nè. Wow, mình sẽ bắt những em Pokemon cấp thấp hơn mình. Nó dễ hơn á. Cũng được quá ta. Hên vậy. Rồi, dùng đầm lầy này có vẻ khá là bự luôn á. Tha hồ cho mình đi tìm Pokemon luôn. Ồ, ở đây có Wooper. Quýnh Wooper luôn. À, mình sẽ đưa em rùa của mình ra. Luyện em rùa nữa. Quên. Cho em ra chiến đấu ha. Siêu đồ. Ui trời, dám tấn công siêu đồ của mình. Này thì tấn công siêu đồ nè. Ui, hai em Pokemon này nhỏ quá, quýnh nhau không có thấy luôn á. Pokemon tí hon không à. Trời đất ơi. Đất sét hả? Cũng chưa có em nào vô ra bóng chắc nhờn ta. Giờ tới Trubit đi. Thử Trubit coi. A few moments later. Đây rồi. Mình sẽ farm những em solo seed để có được những cái bóng chắc nhờn nha. Wow, mình tìm ra Pokemon cho mình bóng chắc nhận rồi. Ui, nhưng mà mấy cái em solo seed đó hơi khó tìm một xíu. Tìm mãi cái vùng này mới gặp có một em à. Căng rồi, căng rồi.
Ngoài ra thì Rogan cũng có cho mình bóng chất nhận nè. Trời ơi, ban đêm xuất hiện nhiều Pokemon cho mình bóng chất nhận ra luôn á. Đã nha. Tuyệt vời, tuyệt vời. Ở đây còn em nào mà vàng kè vậy? Rosie. Chiêu đồ của mình đã tiến hóa rồi nè. Hy vọng tiến hóa sẽ bự hơn nha. Chứ nhỏ quá thì mình muốn coi chiến đấu cũng hơi khó đó. Rồi, tiến hóa thì... Úi, nhìn đẹp vậy, thành Rhino. Uầy, bây giờ đã có thêm hệ đá rồi nè. Hay nha. Uầy, có em nè. Tiến hóa lên nhìn ngầu hơn hẳn á. Cưỡi được luôn. Trời ơi, em nhỏ như vậy mà cưỡi được nè. Dễ thương như trời. Ui mà chạy hơi bị nhanh nha. Nhỏ nhưng mà chạy nhanh lắm. Được thật sự. Ui da. Không sao không sao. Chúa phù hộ em. Chúa phù hộ em nha. Ok. Lần này thì khá hơn lần nãy xíu. Cho mình cái trứng 10 với 15 km nè. Cũng đỡ hơn á. Chứ trứng 2 km thì hơi toan ấy. Giờ nhặt thêm trứng 25 km là đẹp nè. Ui, trứng 10 km với trứng 2 km. Bên cạnh đó thì phía bên này nó có một cái tòa tháp gì lạ vậy. Ồ, cái gì đây? Tòa tháp hay hội quán vậy? Nhiều khả năng đây là một hội quán nha, chứ không phải là tòa tháp bình thường đâu. Để sẵn sàng cho trận chiến với hội quán. Nếu như đây là hội quán thì mình sẽ đưa những Pokemon tiềm năng của mình vô ha. Rồi, Omesta đồ vô. Đội hình khỏe nhất của mình hiện tại. Chiến thôi. Rồi, đột nhập vô một cái. Thiệt tình luôn, say gì sao người ta trèo lên trời. Đã chân ngắn rồi mà còn say gì nữa. Ủa? Phải không vậy? Đây phải hội quán không? Ồ, chưa thấy gì hết nha. Ơ kìa. Ủa? Vì rốt cuộc đây là công trình gì vậy? Sao không thấy... Ở đây còn có cái lá cờ gì nữa nè. Có rương. Ồ, trong đây có đồ. Cho mình water gem. Gậy, bản đồ. Ơ, còn gì nữa không? Kiếm đâu hả? Có cái hộp nữa. Hết rồi. Ồ, chỉ có vậy thôi à. Cái này là gì đây? Mình lượm luôn. Lượm mang về luôn. Cái này nhìn lạ lạ á, nhưng mà về trang trí nhà chắc đẹp lắm á. Rồi nó chỉ có vậy thôi à. Là mình cứ tưởng đây là chỗ hội quán á gì, sắp xếp Pokemon đưa vô các thứ. Quê thiệt sự á. Kế bên tòa tháp là một cái chỗ gì đó nhìn rất là lạ nha. Đừng nói đây là nhà của chị y tá nha. Ôi đúng luôn, đây là nhà của chị y tá, có thêm một cái máy tính nữa nè. Xịn sò vậy. Hai cái chỗ chữa thương cho Pokemon luôn. Ui cái này ví dụ mình đập ra thì... Ôi trời, đập ra được có cái mảnh aluminium hả? Rồi, giờ thì đi tiếp á. Tiếc là không có chị y tá trong đó. Phải chi có chị y tá thì hay biết mấy. Kế bên chỗ mình còn có một cái cánh rừng nữa cơ. Ui, vào một chỗ đánh boss hả ta? Mình có linh cảm là mình lướt cái chỗ này sẽ ra trứng xịn á. Thử nha. Linh cảm thôi, còn có hay không thì... Đây rồi! Trứng 25 km! Trời ơi, cái linh cảm của mình! 10 điểm nha, linh cảm 10 điểm! Chiến này trúng bánh rồi! Cầu được ước thấy! Trời ơi! Phải gán vận động thôi không? Hoppa ơi! Chúng ta phải bay thật là nhiều để cho trứng mau nở thôi! Hên như thế là cụm rồi đó. Rồi gần đây nó có vùng biển lúc này. Wow. Vùng biển nhiều khi. Ui. Ở nửa đêm có thanh niên đi tắm biển trời. Anh bạn à, tại sao tắm biển nửa đêm vậy? Ôi, ngoài anh bạn thì còn có một em gái tắm biển nữa kìa. Ái chà chà. Ui sao vùng biển có nhiều hot girl. Quá trời hot girl tắm biển luôn. Chắc mình cũng ở đây mình tắm biển quá à. Gì đâu mà quá trời người tắm biển ban đêm vậy. Không hiểu luôn á.
ban ngày không tắm đi, tắm ban đêm. Sợ thật. Rồi, và trong rừng ban đêm thì không biết là sẽ có xuất hiện Pokemon gì mới mới không á. Để bữa nay chúng ta cùng nhau đi một chuyến vô rừng thử đi. Ban đêm luôn. Ui. Lúc mình bay ngang cánh rừng đó thì mình thấy là ở phía trên đọt cây á có rất là nhiều những Pokemon khỉ luôn. Chưa, để mình đáp xuống cái. Đằng kia có phải... À không, đằng đó không phải là Pokemon khỉ. Đây nè, đây nè, đây nè. Đây là một trong số Pokemon khỉ mình nói đến à. Em này có tên là Shimisei ha. Một em khỉ. Đây là Pokemon hệ lá luôn. Wow, em này thì hình như đã tiến hóa rồi. Nên khi mình kiểu như là bắt được á, mình sẽ không cần phải luyện quá nhiều để cho tiến hóa nữa. Được, mình sẽ thử chiến đấu với em này. Nhìn có vẻ khá là dữ dằn đấy. Tóc là tóc vuốt dựng đứng luôn nha. Rồi, Phone Sweep trước nè. Đấy, Phone Sweep thì chắc chắn là em này chỉ còn có một máu thôi. Nên bây giờ mình sẽ tung bóng chớ liền luôn. Để coi coi em này hệ lá ta. Hệ lá thì chúng ta tung bóng gì sẽ thích hợp đây. Mình nghĩ là mình có một quả Netball duy nhất thôi. Nên mình sẽ thử dùng Netball coi. Coi coi có thu phục được Shimisei không á. Ơi được luôn này. Yay. Đúng một quả Netball mình loot được từ cái Poke Chat á. Mình đã thu phục được em Pokemon khỉ kia rồi. Quá tuyệt vời luôn. Lập nhân phẩm. Wow. Coi chỉ số coi. Kỹ năng của em này thì cũng ok đấy. Được. Một xíu thì mình sẽ luyện chung với mấy em Pokemon mới bắt được trong ngày hôm nay luôn ha. Còn giờ đi tiếp nào. Hồi nãy nó có hiện lên cái dòng thông báo là Sarut được xuất hiện ở cái vùng đồi rừng hả? Sarut đâu? Đây à? Không phải, đây là Oranguru. Dưới này đúng không? À, đúng rồi, đây, Sarut nè. Trời ơi, cái màu tệp với màu đất luôn á. Để coi coi, tiếp tục là Katana nha. Mình cảm giác như Katana rất là thích hợp cho những trận chiến để mình thu phục Pokemon mới luôn á. Ồ, nhưng mà kéo rỉa máu không được nhiều nha. Đánh mạnh cái đi. Thêm một hit Leaf Blade nữa nè. Rồi, đoạn sau thì mình nghĩ nên dùng Phone Sweep để đánh cho thấp máu xíu thôi. Đấy, còn 4% máu nè. Sau đó chúng ta sẽ tung ra quả bóng nào đây. Em này thì Heavy Ball chắc không được rồi. Tại vì kích thước như vậy thì chắc dùng Heavy Ball sẽ không hiệu quả đâu. Mình nghĩ nên dùng thử Level Ball thì cũng không nên. Fast Ball đi. Không biết tốc độ của em này như thế nào ha. Nếu mà em này có chỉ số tốc độ cao thì dùng Fast Ball sẽ rất là hiệu quả đấy. Được không? Ui, có vẻ Fast Ball khá là ok này. Lần đầu bắt suýt được rồi đó. Cái em này hơi bị khó bắt luôn á. Đúng là Legendary mà. Cây thế. Ê, đang dưới nước kìa. Deep Ball. Đúng. Mình sẽ thử dùng Deep Ball. Được không? Suýt được. Ice. Tại vì đánh nhau một hồi em lọt xuống nước rồi. Nên Deep Ball sẽ tăng tỷ lệ bắt hơn á. Trời ơi, em này thấy vậy thôi mà lì lắm luôn á. Nãy giờ trải qua 20 lượt rồi đó mà vẫn chưa bắt được này. Toàn là suýt bắt được thôi. Bắt em đúng khó luôn. Chịu đi mà Sarut, về đội anh đi. Mình dùng gần hết mấy cái quả Tramer Ball rồi. Nhưng mà vẫn chưa bắt được Sarut nè. Em này có vẻ cực kỳ khó bắt rồi. Yes. Trời cay thế. Hồi nãy giờ các bạn biết không, mình dùng hết toàn bộ cái số Tamer Ball của mình. Tại vì trải qua rất là nhiều lượt đánh á, mà không có bắt được. Nhưng mà cuối cùng mình quăng một quả Fast Ball thôi thì bắt được nè. Đâu rồi? Sarut đây. Em này là hơi bị lì nha. Mình đánh giá em này hơi lì á nha. Đây, để coi coi như thế nào. Úi, trời ơi. Nhìn hơi bị chất đó nha. Cưỡi được luôn. Wow, và chạy rất là nhanh nữa. Uầy,
Được thiệt sự. Không uổng công. Vậy là coi chỉ số của em này nè. Tốc độ rất là... Biết rồi, chỉ số tốc độ tới 190 mà. Bảo sao dùng fastball dễ bắt hơn. Uầy, biết rồi nha. Giờ thì chỉ cần cho em này hồi phục lại thôi là có thể quẩy tung nóc cùng với đội hình của mình rồi đó. Cái gì? Đây là boss gì đây? Boss Epic. Đây là boss Sceptile. Wow, là dạng tiến hóa của Rovile. Mà đây là boss cấp Epic lận nha, nên màu nó rất là đặc biệt ha. Được, mình sẽ thử chiến đấu với boss Epic thử coi. Không biết đội hình mình hiện tại có chiến nổi hay không, nhưng mà phải thử mới được. Trời ơi, một hit một chết Intellion của mình luôn. Zarut mới thu phục được nè. Hy vọng là Katana có thể kéo thật là nhiều máu của Sceptile để những Pokemon còn lại có thể kết liễu ha. Ê, ui không chừng là Katana đánh được boss Sceptile này luôn á. Đánh đi Katana, cố lên. Boss còn 4% máu thôi. Trời ơi, một hit cuối cùng kìa. Không biết dạng Pokemon của mình có kết thúc được không hay không đây. Vuốt rồng. Đây rồi. Này thì boss em biết cơ. Đội hình của mình vẫn đủ sức để đánh bại nha. Quá dữ luôn. Được một cái viên Mega cho Sceptile. Cũng như là một cái Noralium Z ha. Để mai mốt mình dùng tuyệt kỹ Z cho mấy Pokemon á. Trời ơi, mình được chọn luôn rồi nè. Ủa cái này là cái gì ta? Giống cái vương miện vậy. Bây giờ mình có thể chọn găng tay, mắt kiến, dây chuyền. Cái này phải cái vương miện không vậy? Không phải cái vương miện mà cái này giống như cái đồ gài tóc vậy á. Trời ơi, nhìn nó hơi bị manly nha. Úi giời, đừng có đùa. Lọc manly, có đồ gài tóc. Cái này là dùng cho hệ thường á ta. Wow, để coi mình có Pokemon nào hệ thường không. Mình gắn cái viên tuyệt kỹ Z đó vô. Viên đá Z đó vô. Không có hệ thường. Thôi tạm thời mình cất trước đi ha. Nào có kiểu như Pokemon hệ thường thì mình sẽ gắn vô cho em đó, để có thể dùng tuyệt kỹ Z. Còn giờ thì tiếp tục chuyến đi thôi. Lại gặp thêm một cái chỗ tòa tháp nữa. Mình biết rồi, mình không có đi lên nữa đâu. Ừ mà khoan, không đi lên nhưng mà mình đi xuống đi. Tại vì dù sao trong đây nó cũng có cái rương á. Đó. Ủa thôi xong rồi, mình lỡ đập phát lũng nóc nhà người ta rồi. Một cái slash blade ha. Bên đây thì có một cái vòng tay với mấy cái water gem thôi. Hết rồi. Ồ chỉ có vậy. Cùng với một cái tấm này nè. Mình không biết cái tấm này có công dụng gì không á. Mà cứ lượm trước đi. Đây là tấm thứ hai mình lượm được trong ngày rồi đó. Còn cái nóc nhà này thì mình để đây nha. Ai kiểu như ghé vô đây thì chịu khó xây lại giùm mình. Mình lỡ tay mình đập hư hết rồi. Lỡ tay thôi. Trong rừng lâu lâu cũng gặp mấy chỗ đánh boss nhìn ngứa. Ngứa mắt ghê luôn á. Ngứa mắt rồi còn ngứa tay nữa chứ. Thôi thì vô chiến thôi. Bữa nay mới có được một em Zarut nè. Thử cầm Zarut đi đánh boss thử ha. Coi như nào. Biết đâu lại mạnh. Ui giời ơi. Vô. Và lần này mình sẽ đánh với boss Emoga. Được Dynamax luôn rồi kìa. Thử coi. Mình sẽ ra đòn trước. Lúc nào mình cũng là người được đánh trước hết á. Nhưng mà mình đánh thụt mất tiêu rồi. Sukuna vậy. Nhưng mà không sao, mấy người đồng đội của mình cũng đánh dữ lắm cả. Kiểu như cùng nhau hợp sức đánh á. Quá, thắng luôn rồi. Ồ, nhanh vậy. Được quá ta. Đánh boss thì chủ yếu là chúng ta cày cấp rất là nhanh á. Được cả đống kinh nghiệm luôn á. Ui, ngoài ra thì còn cho mình những cái điểm Lightning Essence gì kìa. Mình không biết những cái Lightning Essence đó có công dụng gì không á. Nó là cái điểm gì á. Mình cũng chưa rõ nữa. Thôi giờ thì ghé vô đây để thử nhân phẩm lại cái nữa coi. Ồ lần này thì được cái trứng 5 km à.
Lần này là boss tới 5 sao lận. Thử thách chắc chắn sẽ khó hơn rồi đó. Trời ơi, căng nha, căng nha. Boss 5 sao lận. Hy vọng là mình có thể giành được chiến thắng. Ôi, ôi trời, Pokemon này Dynamax nhìn khủng ghê á. Em này thì mình rất là hay gặp ở cái vùng sa mạc này luôn nè. Wow, Dynamax lên trình nhìn cũng ngầu phết đấy. Coi hai Pokemon Dynamax quấn nhau kìa. Nhìn sợ thiệt á. Tới lượt mình nữa. Ý, hình như chiến thắng rồi. Yes, chiến thắng rồi. Wow, được cả đống kinh nghiệm luôn. Wow, và khi đánh boss hệ lửa thì mình sẽ được những cái Fire Essence. Không biết là cái Fire Essence nó là cái gì ta. Nó không phải là một cái vật phẩm, nó là cái điểm gì á. Nó cũng đâu phải cái này là... đâu, cái này là tiền mà. Ồ, lạ thiệt, không biết cái đó dùng để làm gì ha. Thôi, nói chung thì bữa nay mình đánh cũng được kha khá boss. Bữa nay chơi lớn quánh boss 5 sao luôn mà, trời ơi. Dữ dằn thiệt. Giờ cũng gần về tới nhà rồi, nên mình sẽ tranh thủ cưỡi Insane lên về nhà thôi. Cũng như là gán cày mấy quả trứng ấy đã. Trứng nở rồi, mở thôi. Bữa nay là bữa rất là đặc biệt ha, vì mình có cái trứng 25 km nè. Nhưng mà từ từ hả, mở trứng đó. Giờ thì mình sẽ mở từ những cái trứng thấp cho tới trứng cao ha. Đầu tiên là trứng 2 km cho mình em Pokemon Caterpie, một em sâu. cũng được ha. Em đó mình chưa có bắt mà có thì ok, giữ luôn. Rồi tiếp theo là trứng 5 km nè, cho mình em Đu Đu. Em này thì cấp 33 nha. Wow, ok, cũng là một Pokemon thường thôi. Giờ thì tới trứng 10 km hay sao nè, cho mình Pokemon Chansey, cấp 35 ha. Ui, kiểu như cấp độ nó ngày càng tăng kìa. Được á, cấp cao thì mình đỡ phải cày cuốc hơn. Rồi tiếp theo nào, thêm Pokemon Chin, một Pokemon cấp 35 nữa luôn. Hệ băng. Ê, mình có Pokemon hệ băng rồi. Yeah, vậy là chúng ta có thể dùng được viên đá Z hệ băng rồi đó. Cũng như là hệ tâm linh ha. Hệ băng với hệ tâm linh. Ok. Cuối cùng là hai quả trứng mình kỳ vọng nhiều nhất. Là quả trứng 20. Đúng không ta? Để coi cái đó trứng bao nhiêu km á. Màu tím 15. Tiếp theo là trứng 15 km, cho mình Pokemon Archerp nữa. Cái gì đây? Mình có Archerp rồi. Thả thôi, một em là đủ rồi. Và quả trứng 25 km cho mình Pokemon Rakovic. Ồ, em này lạ vậy. Em này rất lạ đó với mình luôn á. Coi thử coi. Nhìn có vẻ ngậu ấy nha. Ui, nhìn nó, nhìn nó trông ngầu mà sao ra ngoài nhìn, nhìn phèn vậy. Trứng 25 km của mình. Em này một Pokemon hệ rồng và hệ nước nha. Trời ơi, nhìn nó trong này nè, nhìn cái icon của em nhìn ngầu lắm mà sao. Cái này gọi là ảnh quảng cáo và ảnh thực tế nè. Ảnh quảng cáo thì nhìn đúng ngầu luôn. Vô đây thì ok, không sao. Đây là thành quả của việc chạy 25.000 km của mình, nên mình cũng sẽ dùng em ấy thôi. Và tóm tắt kết quả sau một chuyến khám phá ngày hôm nay thì mình có thêm được một em Legendary nữa ở vùng rừng nhiệt đới, đó chính là Zarut ha. Em này thì cực kỳ ngầu và có chỉ số tốc độ rất là ấn tượng luôn, 190 ở cấp 70. Và quả trứng 25.000 km của mình ra một em Pokemon hơi lạ lạ một xíu ha. Nhưng mà nhìn em cũng có nét để dễ thương nè. Biết đâu em này khi mà lên cấp cao thì lại gánh tem thì sao, nên mình cũng chưa có biết được ha. Và đồng thời thì những em Pokemon của mình trong ngày hôm nay cũng đã có thể trạm trán được với những con boss đầu tiên và giành chiến thắng luôn nha. Đó là điều rất là tuyệt vời để mình có được những cái viên đá Mega nè, cũng như là những cái viên đá Z luôn. Hy vọng trong thời gian sắp tới mình sẽ tìm theo được nhiều những viên đá Mega và viên đá Z để gắn vô những em Pokemon tương ứng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp của mình trong thế giới Pokemon. Bye bye.